Thôi Thái Diều đó mọi người. Ồ các bạn ơi, bữa nay tới 5 bạn thành viên Thái Diều luôn nha, 6 bạn luôn. 6 bạn nhưng mà có 5 con diều à. Đâu 2 4 5, 5 con diều 5 bạn phải rồi, nhưng mà bạn này không có thả nè. Bạn này cũng hello luôn, cho bạn vô hello luôn. Ồ bữa nay vui ghê không các bạn ơi. Nhớ con, nhớ con. Đây các bạn này là thường xuyên mình quay clip là có bạn này nha các bạn. Ba con diều ơi lãng lách như xưa. Đó, hiện tại hôm nay được 5 con diều nha. Nhưng mà hai con diều đâu giới thiệu từng con cho mấy bạn nghe coi. À, một con diều cá mập nhỏ. À. Một con diều phụng băng. À. Với diều phụng đen. Cái gì nữa? Đen với cái mập đen cánh xanh. Đó, cái gì nữa? Bữa nay là hiện tại được 5 con diều nha các bạn. Bữa nay là gắt vui luôn nha. Còn ở dưới kia hết rồi. Hết diều luôn. Ờ, 5 người mà thả 5 con quá hay rồi, còn gì nữa. Bữa nay gió mạnh nè. 6 người mà thả 5 con. Tại vì có một em là không có thả, chỉ để coi chơi thôi. Chạy lên cầu không chạy dữ trời, không bóp kèn. Đây đây, một pha chiếc luôn à. Chơi. Đó, được 5 con diều, 5 bạn thả nha các bạn, có một bạn theo phụ nha. Ta chụp lại là đúng không chú? Chú ơi thả đi đi đi. Nè, chụp con nó nè. Dạ dạ. Đúng không luôn. Nè. Đi chụp nè. Chạy chạy chạy. Nhiều mà thả đi đi. Vui không các bạn? Bữa nay tụi em thả đã luôn. Giống nha. Bữa nay gió quá trời luôn nha các bạn, gió rất là mạnh nha. Hôm qua thì chỉ có 3 bạn thả thôi, mà hôm nay được thêm 2 bạn nữa là tổng cộng mà 5 bạn, nhưng mà 5 bạn thả, một bạn thì theo phụ. Cái bạn AIA này đang theo phụ nè. Ồ các bạn này thả diều luôn nãy đâu hả? Trời ơi nản thiệt. Đó, có mấy bạn gái nhỏ theo nữa nha. Ủa nãy giờ thả lâu chưa, mấy ông không kêu tôi gì chưa hả? Mới lên. Vậy sao? Hồi nãy không thấy ông nhà nên đâu kêu. Biết vậy, nãy hú tôi đi theo được rồi. Wow, quá đã luôn các bạn. Cưới nhiều quá trời kìa. Cưới nhiều quá trời. Ê, ông xích quá anh tôi mới quay được, ông đứng vậy sao quay được. Ờ, trời ơi, chỗ người ta đang quay mà ông lại ông đứng cái án luôn, cái màn hình luôn trời. Ồ, hay quá các bạn, hiện tại hôm nay là được 5 con diều nha các bạn. 5 bạn thả, 6 bạn rất là đông luôn, 6 bạn thanh niên. Và, ấy, lạng mới lạng thì nha các bạn, tưởng đâu úp xuống luôn rồi. Để mình xem từng con diều, coi diều nè nó như thế nào các bạn. Đây là một em diều cá mập mà mình xanh cánh đỏ bay rất là xa nha các bạn. Nó thả gì đâu mà tới cả chục cuộn dây luôn. Anh này thì đang đi tập thể dục chơi ha, lại giật giật dây luôn. Chuyện hồi nó lâu anh đi mất tiêu luôn nè, cho anh đứng đó anh giật đi. Giật ngồi đứt dây luôn nè. Phía xa xa đây cũng có một con ha các bạn. Một con diều này là diều phụng mình xanh ha các bạn. Quá trời xa, nó thả gì đâu mà mấy chục cuồng dây luôn các bạn ơi. Thâu gần mà không thấy luôn ha. Đây có mấy bạn này đang, mấy bạn nữ đang thả nữa nha các bạn. Mấy bạn nữ nhỏ nhỏ đây thả nè, thấy không, rất là vui luôn, thấy không. Mấy tụi em mình thì đang ngồi cưa dây chi ông không đứt luôn á. Không đứt hả? Tại vì chỗ đó láng lình mà sao cưa đứt được. Ông lên trên cái trụ cái đồ cục kìa. Quá là vui không các bạn. À. Wow, một con diều cá mập đen nó đang đầu xuống nha các bạn. Wow, một con diều cá mập đen nè, em nhỏ đang đầu xuống á. Rồi, lạng rồi, trụ nó lạng xíu nè các bạn ơi. Xíu nó xuống sông luôn rồi. Tại vì đây là cái cầu nha các bạn, xuống sông á. Rồi, quấn dây tùm lum hết trơn rồi. Rồi, quấn dây tùm lum ra trơn rồi. Đó, em diều cái mập đen này đang thâu xuống, cái bộ nó hơi lạng nha các bạn. Đang tới lần lui hoài luôn á, diều cái mập đen này đang thù lui luôn nè trời.
Giờ mày muốn viết tắt đúng không? À. Mất vô, mất vô. Quá là vui. Quá trời. Sao con Diệu có mập không xuống gì vậy? Để chú gái không đưa cái đít lên đây hoài, quay cái đít trong hoài sao quay được? Ừ, cái chảo ông bự mà ông để đây hoài không thấy mấy con Diệu của người ta nè. Nó mất tiêu, cá mập đen nó mất tiêu rồi. Trời ơi, cá mập đen tới đây luôn rồi, nãy giờ nó ngồi. Cái chảo ông đó ông lại ông đưa vô mặt hoài à. Đây anh em mình một lần thả hai Diệu. Đâu? Một lần thả hai chai hả? Hay thả hai Diệu. Ôi. À, đi qua bển đi, đưa cái chảo ông đưa qua đây hoài. Thấy chứ. Ông làm hồi banh cái xe tôi luôn đi, tôi mượn xe mượn đó. Đàn thịt xuống các bạn, bữa nay thả Diệu quá đã nha. Rồi con Diệu có mập đen hạ xuống rồi nha các bạn. Diệu báo quá. Sao hạng cái mập đen xuống rồi? Dướng quá trời. Hả? Dướng. Qua thả Diệu ở trên chảnh hồi nãy thấy có hai con có ai thả. Ở trên thả Diệu ra xa đi. Quán bay Diệu rồi. Sao không thả Diệu? Em này đang thả nó nè. Đang thả nhiều gì mà xa dữ hả? Hả? Trời ơi, chơi cùng dây bự dữ hả? Nhỏ mà chơi cùng dây bự dữ hả không? Nó qua rồi nè. Đây coi ông này cũng thả nhiều nè nha. Ông này cũng thả gì có mập và mình xanh cánh xanh nha các bạn. Chứ dạ. Ông này cũng đang thả nhiều mập mình xanh cánh xanh nước biển luôn. Và trên đây là cái con diều phụng màu đen ha các bạn. Quá xa mấy em mình này nhỏ mà thả diều công nhận dây dài thấy ghê luôn các bạn. Thả diều dây dài cực dài luôn. Cho mượn nắm cọng dây thử coi nặng không. Trời ơi cọng dây gì mà nặng dữ ông. Ghi không nổi luôn á. Ơi anh cu đen đang đi đâu à ta? Anh cu đen nghĩa hởm chơi trò chơi nè các bạn. Ê rồi. Nó mất tiêu rồi, mất tiêu diều đen rồi. À, đây đây diều đen các bạn ơi. Đây diều có mập đen luôn. Ồ, con Diệu có mập đen đẹp quá. Ai cầm chịu mép Diệu người ta. Ồ, Diệu có mập đen luôn luôn nha các bạn. Đó. Chi, cầm chịu chi. Nắng quá các bạn ơi, trái làng không thấy đường chân. Trái làng mắt luôn, mình phải núp nè các bạn. Cái con Diệu này của đứa nào không biết. Ê, cái con Diệu xa nhất là của đứa nào thả xa dữ hả? Con cái Diệu mà Diệu mập mình đen cánh xanh, ô cánh đỏ. Cánh cam. Cánh cam của ai? Chào vô thả gì mấy cuồng dữ hả? Thả gì xa quá trời xa hả? Còn cái chấm có chút xíu à? Còn có chấm đen chút xíu à? Quá trời xa con Diệu luôn. Rồi anh cu đen đi ra đây coi thả Diệu luôn nè các bạn ơi. Anh cu đen chạy xe đạp điện. Quá trời xa luôn mấy tụi em mình, bữa nay gió mạnh ha các bạn. Mấy tụi em mình tranh thủ ở đây thả Diệu ha. Bữa nay quá trời xa luôn các bạn ơi, quay mình phóng to nhân 10 mấy luôn mà cũng không thấy con Diều luôn nha các bạn. Bữa nay hôm qua ông về con bên kia đó nó lộn, tá lộn nhiều á. Vậy hả, rồi có đứt dây không? Không, ai đứt trên. Dạ. Bên kia nó ngã, bên kia nó cứ nó gớt xong luôn. Ừ. Hồi nãy biết mấy đứa lại hái xài cho mấy đứa ăn rồi thôi, ngày mai ăn đi nha. Dạ. Ừ. Ngày mai đi ăn. Chứ bữa nay giờ gấp chạy viết quay cho các bạn coi mà đi chở quá đâu có chỗ Diều thả đâu quay.
quá đã luôn ha các bạn ơi. Đây con diều cam, cái gì con diều này diều gì ta? Diều phụng. Ờ diều phụng. Phụng đỏ. Phụng đỏ hả? Sao nó đen từ lùi ba? Ủa diều đen là? Ừ diều phụng đen mà đỏ, nó đen từ lùi nhưng mà nó đỏ sao được? Nó tầm bậy lên mấy bạn bình luận mấy bạn là chết. Wow quá xa luôn. Cậu đang đi quay clip thay diều cho mấy bạn nhỏ coi. Sao vậy? Xử trước đi. Chung là pha la lại chung. Chưa chạy xíu. Em chụp cho. Trong diệu lên cái. Nè, ông hồi đó ông coi pha lại con nè. Mấy học lớp mấy rồi? Lớp 4. Lớp 4 hả? Rồi bé này. Lớp 5. Lớp 5 bé này. Lớp 2. Bé này. Lớp 5. Bé. Lớp 4. Bự vậy học lớp 5. Mẹ con với thằng này nè, anh em chụp ra vô. Cha kiếm kìa. Cha kiếm kìa, phải không? Lúc căng luôn hả Danh? Mấy bé này cũng học cấp 1 không ha các bạn. Rồi bé này học lớp mấy rồi? Rồi sao tự nhiên cụt cái chai vô cái xe tôi rồi một hồi gió thổi cái chai nó. Hello, các bạn, này nó rồi một hồi nó lau chiếc xe tôi đi mất đi sao? Ủa vậy vậy? Ông quay ra dẻo không anh? Chung, làm vai lai. Cho tại xíu phải hết dây cái là vai lai rồi. Mấy bé này rất nhiều khoái thái nhiều lắm nha các bạn. Bữa clip trước á mình quay mấy bạn này không chịu quay, mấy bạn mắc cỡ như gái đó, không chịu lên hình. Làm đi. Này nè, những con hai. Đâu đâu làm gì làm gì làm gì? Chạy. Trời ơi chút xíu nữa cái cuồng dây nó bay mất tiêu luôn rồi. Đó bị cha la nha các bạn. Ê, anh cu đen sao anh không thả? Hả? Hả? Anh cu đen này tội nghiệp đó nha các bạn. Anh cu đen tuy không có biết nói chuyện với gai dấu không à, nhưng mà anh được lắm nha. Gặp người nào mà khó khăn này kia là cần anh giúp đỡ, anh sẽ dắt là hăng say để giúp đỡ nha các bạn. Anh cu đen năm nay cũng hai mấy tuổi phải không? Mà chưa có vợ. Đẹp trai. Anh cu đen này đẹp trai nhưng mà chưa có vợ nha các bạn. Có điều tự nhiên cũng như anh không biết nói chuyện với không có nghe rõ nhưng mà anh cu đen giỏi lắm nha. Anh cu đen phải vào số 1 luôn á. Đẹp trai ghê không? Hai mấy tuổi rồi đó, 22 tuổi, 20 tuổi gì đó, mà đẹp trai lắm. Có gì đâu, bình thường câm mấy người ta câm điếc người ta vẫn đi học bình thường nha. Tại vì anh cu đen không có đi học thôi chứ anh cu đen đi học. Là anh cu đen giỏi bình thường luôn. Việt Nam mình có hoa hậu ngực không biết nói chuyện luôn đó. Ồ diệu này đầm ghê ha, mà mấy đứa thả sao quá trời luôn, không có thấy đường quay luôn á. Cuộn vô đây ngồi đứt cụm dây không thôi nữa. Quá trời xa luôn không các bạn, bữa nay diệu quá trời luôn. Rồi sao cái cọng dây này cuộc nấu gì mà bự dữ các bạn. Nói hay nói hai cuồng hay ba cuồng nè, thành cái cọng dây bành kia luôn. Rồi bạn này chạy xe không đợi nó bảo hiểm luôn. Trời ơi, tôi đăng đây bắt ông đó. Cho ông không đợi nó bảo hiểm nha. Mình chọc bạn chơi nha các bạn, tại vì chậu trên cầu không có chạy mà mình chọc bạn chơi thôi. Bốn con diều nó đang tụ vô đây luôn các bạn ơi. Đó, bốn con diều hả các bạn? Xe tới, xe vô. Đây dắt chị xe tải chạy cũng nhiều lắm nha các bạn, cũng nguy hiểm ha. La quá trời. Đâu nó thả diều nhiều mà nó xa các bạn ơi, thả gì đâu mà hai ba chục cuồng dây luôn á, quay họ họ không thấy đường luôn các bạn nhìn nè, phóng gần luôn mà không đi đường luôn nè. Đó diều này thả chầu vô nó xa. Có
con dìa bên đây nó cũng xa một cái luôn các bạn ơi, chơi cùng dây này cùng dây nấy nó xa một cái luôn á trời, thả gì một hồ quắn cũng đuối luôn ha các bạn. Quá trời xa luôn trời. Ủa nhân đâu? Dương. Xa dữ rồi các bạn, mình quay mà không thấy con diều luôn á trời, nó đang rồi lùi còn cái chấm chút xíu à. Có con diều này nó bự gần gần chút xíu nè các bạn. Này diều diều phượng đen. Ủa sao không thả trễ mà xuống đây thả hả? À? Ở dưới này thả dễ có gió hả? Ôi ôi, nó thả gì đâu mà còn mấy cái chấm nhỏ xíu các bạn, chấm đen đen nhỏ xíu à. Này có cha lại bị thả phụ luôn nè. Wow wow. Quá vui hả các bạn, dắt chiều ở quê mình vui ghê không các bạn. Rồi mấy nói đi đâu trơn rồi, đi xuống dưới một với đầu cậu đi hả? Đi dưới thả dì phụ người ta. Dạ ai dưới nữa thả dưới nữa. Ờ con diều của ai lại vậy? Thêm được một con diều nữa các bạn ơi, thêm một con diều phượng, diều phụng gì của ai nè. Rồi lạng luôn, lạng mất tiêu luôn rồi, gướng đầu cây luôn. Diều diều gướng đầu cây mất tiêu luôn rồi. Nó đang xuống dưới nó thả phụ giùm an con dưới kìa các bạn. Con kìa, con vòng luôn. Mấy tụi em đang xuống dưới đây thả nè các bạn, xuống dưới dốc cầu. Cầu này nó rộng lắm nha các bạn, cầu này cầu Cái Muối nha các bạn. Các bạn gõ trên Google Map là cầu Cái Muối nó sẽ ra nha. Cầu Cái Muối ở đây giờ mới xây dựng lên rất là rộng lớn luôn nha, bự luôn, xe tải xe bành bành chạy thoải mái, xe container chạy luôn được luôn nha các bạn. Dắt chịu đây, xe cộ nhiều quá các bạn, thả trên cầu thì vui thiệt nhưng mà xe cộ nhiều quá. Quá xa luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, giờ này mấy tụi em nó đã thâu diều xuống nha các bạn, giờ mình sẽ ngưng clip ha. Hẹn các bạn mình lại cái clip lần sau ha. Các bạn có đam mê thay diều hãy nhấn lại cái kênh nha các bạn, thì lần sau mình up video lên cho các bạn xem nữa ha.